Hi, xin chào các bạn đến với channel của mình. Tôi miền Tây. Hôm nay mình sẽ làm một cái món rất là dân dã, tên là lòng gà xào nấm. Đây là nấm gom nha mọi người. Đây là nấm gom. Và đây là lòng gà. Bên đây thì có đầy đủ gia vị như là đây là hành lá, hành tím, nò gí, tỏi, ngò gai và không thể thiếu là một chút tiêu nha mọi người. Và bây giờ mình tiến hành làm thôi. Cho chảo nóng lên, cho một ít dầu vào. Đây là tỏi. Dàn lên mình sẽ bỏ lòng gà vào. Khi lòng gà đã săn lại thì mình bỏ vô thêm là hành tím, sau đó là một ít ngò gai. Không thể thiếu đó là nấm nha mọi người. Đây. Cho một ít nước mắm. Một ít muối. Tùy vào khẩu vị mỗi người, mình theo sở thích của mình nhé. Một ít bột ngọt. Đó là mình cho một ít đường nha. Để mọi người đậy nắp lại khoảng 3 phút nha mọi người. Sau khi 3 phút chờ đợi đã trôi qua thì bây giờ mọi người cho hành lá vào nha.
không thể thiếu. Thì mọi người cho một ít tiêu xay để làm cho món ăn của ta có mùi thơm hơn nha. Giờ đã xong, tắt bếp dọn ra dễ nè. Đi đâu bỏ ra thì mình kể cho mọi người trang trí lên một người lai cho đẹp nha. Xin mời mọi người dùng nha. Mọi người nhớ like, subscribe cũng như chia sẻ video ủng hộ tôi miền Tây nha mọi người. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong món ăn sau nha.